Tôi đã quyết định tạo ra một khóa học miễn phí, học trực tiếp 4 ngày. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ, cách ứng dụng phần mềm vào trong công việc. Đây là một công trình khách sạn chúng tôi đã vẽ và thi công năm 2017. Tôi trích ra một tầng để các bạn có thể thực hành trong 4 buổi. Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 258 về việc bắt buộc áp dụng BIM vào hoạt động xây dựng. Lộ trình áp dụng chia ra làm hai giai đoạn như sau. Giai đoạn 1 từ năm 2023, áp dụng bắt buộc BIM với công trình cấp 1. Giai đoạn 2 từ năm 2025, áp dụng bắt buộc BIM với công trình cấp 2 trở lên. BIM Revit Map bắt đầu áp dụng vào mảng cơ điện tại Việt Nam năm 2013-2014 và chính thức nở rộ vào năm 2016 đến năm 2018. Cho tới thời điểm hiện tại, có thể xem Revit Map là phần mềm phổ thông để triển khai BIM và phần mềm này đã được triển khai ứng dụng đại trà. Nếu bạn còn chưa biết tới nó, có khi nào bạn đang dần trở nên lạc hậu? Nếu trước giờ chúng ta chỉ làm AutoCAD, có cách nào để người mới bắt đầu có thể ứng dụng được Revit vào trong công việc được luôn? Video này sẽ là câu trả lời cho các bạn. Xin chào, tôi là Mai Hoàng Nam, là admin của fanpage và group Revit Map Thực Tế, một trong những cộng đồng cơ điện về Revit lớn nhất tại Việt Nam. Tôi đã có 9 năm kinh nghiệm ứng dụng phần mềm Revit vào trong quá trình thiết kế và trong quá trình thi công. Tôi bắt đầu sử dụng phần mềm năm 2014, thời kỳ mà phần mềm bắt đầu được đưa vào áp dụng cho mảng cơ điện. Tới tháng 6 năm 2017, tôi bắt đầu chuyển sang làm đào tạo. Chúng tôi đã đào tạo cho hơn 2.500 học viên học trực tiếp, cho hơn 6.000 học viên học online và hơn 20 doanh nghiệp cơ điện lớn như Kinden, Taikisa, ZGC, CDC. Và để thúc đẩy sự phát triển của mảng BIM cho cộng đồng cơ điện, tôi đã quyết định tạo ra một khóa học miễn phí, học trực tiếp 4 ngày. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ, cách ứng dụng phần mềm vào trong công việc. Đây là một công trình khách sạn chúng tôi đã vẽ và thi công năm 2017. Tôi trích ra một tầng để các bạn có thể thực hành trong 4 buổi. Ở buổi học đầu tiên, các bạn sẽ vẽ về hệ thống ống phòng cháy chữa cháy. Chúng ta sẽ vẽ ống trục đứng, ống mạch vòng nằm ngang, các phần ống tay nhánh, bố trí phần đầu phun sprinkler, kết nối bằng ống cứng, kết nối bằng dây mềm và bố trí hệ thống chữa cháy vách tường. Sang đến bài học số 2, các bạn sẽ được học về hệ thống cấp thoát nước. Ở hệ thống cấp thoát nước này, chúng ta sẽ vẽ toàn bộ phần thoát nước cho khu spa nằm ở phía tầng trên, bố trí thiết bị trong khu vực vệ sinh và kết nối phần ống cấp nước. Tới buổi học số 3, chúng ta sẽ vẽ về hệ thống điều hòa thông gió. Các bạn sẽ vẽ về ống tăng áp, ống hút khói, ống cấp gió tươi, hệ thống gió lạnh FCU, cấp gió lạnh, hồi gió lạnh, đường ống chi lơ, ống nước ngưng. Và buổi học cuối cùng, buổi số 4, chúng ta sẽ vẽ về hệ thống điện, điện nhẹ. Các bạn sẽ vẽ phần busway, phần thang cáp, máng điện nặng, máng điện nhẹ, bố trí phần đèn downlight, đèn 600-600, bố trí thiết bị loa, báo khói, báo cháy, v.v. Để nắm được rõ hơn, tôi đã làm đề cương chi tiết cho từng buổi học. Các bạn có thể xem và đăng ký học miễn phí bằng cách bấm vào đường link ở phần mô tả phía bên dưới. Và đừng quên giới thiệu chương trình đào tạo này cho bạn bè, cho đồng nghiệp cùng tham gia và học hỏi nhé. Tôi rất mong chờ được gặp các bạn trong các buổi học sắp tới.